Lần đầu đến và trải nghiệm du lịch sinh thái, chị Diệp và gia đình rất vui và hào hứng. Chị cho biết, dưới thời tiết nóng bức như hiện nay, việc đưa cả gia đình đến những khu du lịch xanh, không khí trong lành là lựa chọn hàng đầu. Cái dịp năm nay thì mình cũng muốn đưa gia đình và hai cháu lên trên này chơi, cũng để cho giới thiệu về cái lịch sử của chiến thắng 30 tháng 4. Đồng thời mình là người vùng biển, dân Vũng Tàu. Đấy, nên là những cái ngày này thì muốn lên núi, lên rừng để được hưởng cái không khí cũng mát mẻ. Không chỉ có du khách trong nước mà các du khách nước ngoài cũng rất hào hứng với các tour du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm khi đến với thành phố Buôn Ma Thuột. Tôi rất thích thành phố Buôn Ma Thuột, thành phố cà phê. Tôi đi du lịch bằng xe máy nên rất thích khu vực thiên nhiên, không khí trong lành và cũng thích con người ở đây. Theo các đơn vị lữ hành, các công ty du lịch, năm nay lượng khách đến với thành phố Buôn Ma Thuột tăng hơn 20% so với dịp lễ năm trước. Nắm bắt được nhu cầu của du khách, nhiều đơn vị, công ty lữ hành đã tăng thêm tour du lịch sinh thái, điểm đến mới để du khách có thêm nhiều trải nghiệm. Đặc biệt, nhiều khu du lịch cam kết không tăng giá dịp lễ. Cái du khách đến với Buôn Ma Thuột trên cái không gian xanh với cái các trang trại thì nó càng ngày càng đông. Và đặc biệt là khách từ phía Nam, trong cái mùa nắng nóng này thì từ phía Nam người ta lại lên Tây Nguyên rất là nhiều. Chúng tôi tập trung cho cây, hoa, cho nó mát và là chỉnh chu những cái nơi mà cần thiết. Và tất cả các ngày lễ Tết là chúng tôi không tăng giá. Chi phí cho những chuyến du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm không quá cao, mà du khách có thể hòa mình vào thiên nhiên, không khí trong lành. Vì thế hiện nay, càng nhiều du khách trong và ngoài nước rất hào hứng với các điểm du lịch trải nghiệm như thế này.